Chào mọi người đến kênh YouTube của mình. Ok, hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một cái phụ kiện dành cho Osmo Action. Thì phụ kiện này nói chung cũng ra cũng lâu rồi. Nó chính là một cái case, cái khung chống nước dành cho Osmo Action. Thì cái dòng này là hàng For. Thì nói chung là được cái là gia công, nói chung là dùng ổn, giá thành nó mềm á, tầm 200k cho một cái khung chống nước đó, mình giúp mình bảo vệ máy Osmo Action đó. Mình đi chơi biển hoặc là mình bơi hay giờ mình gắn vào nó sẽ chống nước, nước không có vào được. Đó, chung là hãng quảng cáo thì nó tầm độ sâu là 45m. Nói chung mình chưa có lặn, nó mất 45m thì mình cũng chưa có test được. Nói chung là đã bán cái này cũng vượt mấy năm rồi. Nói chung là dùng ổn, bán cho khách hàng chưa có một cái trường hợp nào feedback hết á, rồi nó bị lỗi bị gì hết á. Chung là rất là ổn thì mình mới bán tới tận bây giờ. Ok, này là những cái phụ kiện kèm theo nha. Rồi một cái mao gắn, một cái chốt. Đó, này là cái khung chống nước. Đó, nó có những cái lớp này nó chống chày, nhưng khi bạn lột ra rồi đó thì nó sẽ dễ bị chày, như là những cái va chạm á, vì đó nó bằng mica mà nhựa trong á, cái dạng như vậy rất là dễ bị chày. Nói chung là mình dùng những trường hợp trong nước thôi, trong nước mình dùng sử dụng đó. Này, Osmo Action của mình sẽ gắn thử lên. Ok, thì bản thân Osmo Action á nó cũng có chống nước rồi, thì bạn muốn xài máy mà kỹ thì mình dùng thân cây chống nước cho nó ổn hơn thôi. Tại một cái máy cũng mấy triệu thì mình mua thêm cái nước có 200.000 thì cũng rẻ, không có mắc quá. Ok, đó thì cách thức sử dụng bạn thấy không, nó viền, nó làm những cái này rất là kín đó, chỉ có cái phần nắp này nè, nó mở ra thôi đó. Bạn chỉ cần kéo cái này xuống rất là chắc nha, đó nó bung cái này ra đó, có những cái lớp ron trắng ở đây nè, bạn thấy không đó, nó sẽ không có chuyện ăn nước vào, hết rất là chắc. Tại vì những cái khung này họ làm một đúc luôn, gọi như đúc nó liền hết luôn, chỉ có cái phần này là mở ra mở vào cái nắp thôi. Mà nhưng mà cái phần này có cái ron cao su rồi, cái nút kia này ép kẹp vô rất là chắc nên không có sợ vào nước đâu. Nó dạng như vậy. Các bạn muốn dùng bạn mở vào. Rồi, bạn sẽ đưa cái này lại gần. Đó, xong bạn chỉ cần kéo cái nắp này xuống. Bây giờ đây. Ok, kêu tắt ra rất là chắc nha. Không có vào nước được. Là kín. Ok, thì đây những cái nút bấm. Đó, như vậy lúc này bấm quay nhanh nè. Đó, bấm cái là nó quay luôn. Thì thiết kế ba cái nút này đó, nó tương ứng với ba cái nút trên Osmo Action luôn. Thì bạn vẫn có thể bấm vào đây, bạn chỉnh tắt mở máy, chuyển màn hình selfie, rồi ấn cái nút quay liền luôn. Đó, không quay nữa thì ấn thêm lần nữa. Đó, thì nó sẽ tự động nó tắt. Ok, nó tắt luôn, mà tiện trong vòng 5 giây hay 3 giây không sử dụng nó sẽ tắt tắt cái máy Osmo Action luôn. Thì cái này khuyến khích thì khi bạn dùng dưới nước á, thì dùng cái này nhiều, tại vì dưới nước mình nó không cảm ứng được, thì bạn chưa ấn cái này thôi, bật lên rồi quay, rồi không quay nữa, ấn thêm lần nữa rồi nó tắt. Đó, để như vậy chừng 3 giây luôn, tự động nó tắt luôn, đó sẽ tiết kiệm pin hơn đó. Ok, thì cái sản phẩm mà mình đang bán luôn nha, tại vì nó giá cũng mềm, chỉ có 200k thôi, nên bạn có cần thì bạn có thể liên hệ mình.